tên là Lô Tù Lâm, nhân viên kỹ thuật của Piano Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ bảo dưỡng lại cây đàn EP135 và làm đẹp, lau chùi với cả bảo dưỡng nước máy bên trong. Như các bạn đã nhìn thấy thì mình mới làm đẹp xong cây đàn EP135. Thì các bạn nào cần thì hãy liên hệ đến Piano Thanh Xuân để được tư vấn và hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.